Đợi đã. Sao nào? Anh quên kịch bản mà. Khổ quá, thật không kịch bản, không có cái giải gì cả. Nhưng mà trên đời này thì ngoài anh ra vẫn có nhiều người muốn dẫn với em mà. Anh tỏ ra người trưởng thành đi, đừng trẻ con nữa. Em lo lắng chứ. Đây, em đã chuyển cho anh xong rồi, em đã chuyển cho anh 50 triệu rồi. Ui, em có ý gì? Nhưng mà lỡ mà anh không giận với em thì anh vẫn còn tiền để ăn tiêu chứ đúng không ạ? Ô, em biết. Alo, alo, xin chào các bạn đã đến với Dạo Quanh PUBG Mobile Esports. Tôi là Việt Hùng. Tôi là Loki. Không để các bạn phải chờ đợi quá lâu nữa, chúng ta hãy điểm ngay tình trình thôi nào. Ngư Vương 2024 PMS LC Summer đã tìm ra chủ nhân. Chuyển nhượng trước thêm 2024 PMS LC 4. PL dục dịch chuyển nhượng mùa mới. Lộ diện nhà vô địch của PMSL các khu vực America, CSA và EMEA. Danh sách các đội tuyển thi đấu Group Stage 2024 PUBG Mobile World Cup. Em dài, em lại được kịch bản cũ rồi. Đâu, không phải cũ, nhìn anh đọc lại lần nữa đi. Thông tin vẫn vậy mà. Đâu, Bumi Sport vẫn vô địch PMSL nhưng lần này là ở C-Summer. Ra vậy. Chính xác. Bắt đầu tháng 6 cũng là sự bắt đầu của tuần final 2024 PMSL C-Summer. Với sự xuất sắc và phong độ ổn định của mình, cùng pha tự tay kết thúc hoàn toàn giấc mơ vô địch của Dingo Cyber ở trận đấu cuối cùng. Bumi Sport đã thành công bảo vệ ngôi vương của mình qua hai mùa giải 2024 PMSL, đồng thời giành slot tham dự vòng bảng 2024 PUBG Mobile World Cup. Nhưng một lần nữa cũng xin chúc mừng những người anh em Dingo Cyber cũng đã hoàn thành xuất sắc màn trình diễn và giành vị trí Á quân. Chán đi. Sao đây hả anh Oki? Đùa chán đi. Sao? Anh không đọc cái gì đấy? Chia tay rồi. Sao chia tay ai? Frankie chia tay Dingo Xavier rồi. Dingo Xavier đã xác nhận việc rời đi của Frankie sau 4 năm gắn bó. Các giải đấu gần đây của Frankie ít xuyên ở trong đội hình chính của Dingo Xavier, lùi về vị trí dự bị để cho Netty được thể hiện nhiều hơn. Sau 2 giải đấu liên tiếp không được tham gia trong đội hình chính, Frankie cũng đưa ra thông báo để tìm ra đội tuyển mới. Bên cạnh đó, cũng là một tin chấn động khi team Flash cũng xác nhận Jangti, hay còn gọi với cái tên là Thiên 2K, cũng đã rời vị trí tuyển thủ để sang vị trí Content Creator, gương mặt đại diện của team Flash và sự ra đi của Conti. Sau hai mùa giải của PMSL, mặc dù vào đến chung kết, nhưng team Flash vẫn dậm chân tại chỗ và không thể có vị trí tốt hơn ở trên bảng xếp hạng. Việc thay thế cặp đôi Jangti, Conti sẽ là một trong những sự thay đổi lớn nhất về mặt chiến thuật, cũng như tìm ra một gương mặt mới có kỹ năng tốt để team Flash 2024 PMSL C-Phone có kết quả tốt hơn. Ngày 27 vừa rồi trên fanpage của Team Flash cũng đã cập nhật hai gương mặt mới, đó là Di Hiếu, Phạm Văn Hiếu và Bâu Di, Phạm Văn Trung, hai tuyển thủ cũ của Vàng Bông Saudi. Cộng đồng cũng đang dậy sóng lên nghi vấn của Team Flash chưa mộ hai anh em sinh đôi, khi cặp đôi này có cái tên và ngoại hình khá giống nhau. Và hai tuyển thủ mới của nhà Flash sẽ có màn hiện tại PUBG Mobile 500 Road Open số thứ 6. Cuối cùng cũng là sự ra đi của Louis, Jimin chia tay Royal Sport và Nam Cute rời Team Secret. Hai đội tuyển này sau mùa giải 2024 PMSL C-Summer không thể tiến vào chung kết, cũng đã có sự thay đổi đầu tiên trước thềm mùa thu. Thay vào đó, Mark LV sẽ là sự lựa chọn thay thế của Team Secret. Và với sự thay thế này, 4 trên 5 thành viên của team đã từng thi đấu dưới màu áo của Bảo Nam United. Liệu với những bản hợp đồng mới này thì Team Flash có thể vượt qua được những thành tích cũ hay sẽ là sự chuyển mình mạnh mẽ của Team Secret? Hãy đón xem những giải đấu sắp tới để có thể biết được kết quả nhé. Nếu nói về chuyển nhượng thì chúng ta không thể quên rằng nơi có tiền chuyển nhượng cao nhất thế giới là PUBG Mobile PL. Thay vì những cái màn chuyển nhượng bình thường thì chúng ta lại có những cái màn đấu giá với những giá trị không tưởng. Đúng vậy, bên cạnh đó chúng ta đang có một màn chuyển nhượng cực kỳ hot của anh chàng điển trai, đó là Paraboy. Sau 2024 PL Spring Sprint, Paraboy cũng đã kết thúc hợp đồng với Nova Esports và chọn đội tuyển mới trong thời gian thi đấu thử nghiệm. Thay vào đó, tuyển thủ này sẽ được đấu giá với giá trị lên đến 7 triệu nhân dân tệ, tương đương với 24 tỷ Việt Nam đồng. Paraboy thông báo đang suy nghĩ đến GD Esports và Weibo Gaming. Theo thông tin mới nhất, GD Esports đã hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng với 5,51 triệu nhân dân tệ, tương đương 19,2 tỷ Việt Nam đồng với Paraboy. Bên cạnh đó là hợp đồng chuyển nhượng xuyên quốc gia của Zion và Demo từ SA Esports, đưa kim vô địch của 2023 PMGC sang STE, đội tuyển đến từ Trung Hoa. Mặc dù không có thông tin về giá trị hợp đồng, nhưng hai con bài khủng STE hứa hẹn sẽ có màn trình diễn đáng mong đợi tại mùa giải PL sắp tới. Với những bài hợp đồng trong nước, top 4 bài hợp đồng có giá trị cao nhất bên cạnh Paraboy bao gồm
ba chị hợp đồng khổng lồ về GD Esports. Đầu tiên là Dao Xiu và Sunan với bản hợp đồng giá trị 3,3 triệu nhân tệ, khoảng 11 tỷ Việt Nam đồng. Chelsea đầu quân cho đội tuyển mới Rogue Warrior với giá trị lên tới 6 triệu nhân tệ và khoảng 21 tỷ Việt Nam đồng. Cũng là bản hợp đồng khủng cho đội tuyển mới KSG Esports, Zboy lên tới 7,7 triệu nhân tệ, tương đương với 27 tỷ Việt Nam đồng. Ui, anh đọc danh sách tiền thưởng mà thề toát hết cả mồ hôi Việt ạ, toàn tiền chục tỷ thôi. Ui, nếu mà toàn những cái gọi là hợp đồng chuyển nhượng chục tỏi này, chắc khả năng cao là PL sắp tới sẽ có nhiều những cái điều thú vị cũng như là bất ngờ đấy. Đúng. Thế em chuẩn bị đưa anh đi đâu đấy? Hết tiền rồi, giả gì cũng tiếp tục không đi đâu nữa, ở nhà. Thế làm gì? Thế thì điểm mặt các nhà vô địch PMSL 2024 ngay thôi nào. Tháng 6 đi qua cũng là tháng các giải đấu lớn PMSL tại tất cả khu vực cũng kết thúc. Một tuần sau khi 2024 PMSL C Summer kết thúc cũng là lúc chung kết của 2024 PMSL EMMA Spring đi đến hồi kết. Ngôi vương thuộc về Brute Force, mặc dù chặng đường vòng bảng của đội tuyển này chỉ giành được top 3 nhưng lại có số điểm cộng lớn nhất, trở thành bàn đạp tốt để giành chức vô địch. Á quân vòng bảng tiếp tục trở thành Á quân vào chung kết IWNRX. Ngay sau khu vực của MEA là vòng chung kết của khu vực CSA. Không có sự bất ngờ khi sức mạnh của Form Miracle Vi được chứng minh từ vòng bảng cho đến vòng chung kết, khi thành công giữ vị trí top 1 lẫn chức vô địch với số điểm vượt trội. Bên cạnh đó, Falcon Fox cũng có ngày 1 ngày 2 xuất thần, cũng giúp đội tuyển này vươn lên trở thành Á quân. Falcon Fox với đội hình hiện tại cũng là đội hình cực có duyên với vị trí Á quân. Riêng với America sẽ không có vòng chung kết, thay vào đó sau 3 tuần thi đấu, chiếc vô địch đã thuộc về Team Liquid. Trong 3 tuần đấu, Team Liquid giành top 1 ở 2 trên 3 tuần thi đấu với số điểm áp đảo. Ngay sau đó, vị trí Á quân thuộc về cho Alpha 7 cũng liên tục với 2 trên 3 tuần thi đấu chỉ xếp sau Team Liquid và có tuần thi đấu thứ 2 vươn lên có số điểm đầu bảng. Vậy tất cả khu vực cũng đã hoàn thành xong mùa PMSL. Thế là nghỉ được chưa? Nghỉ cái gì mà nghỉ, đi tiếp! Bảo cho anh đi nữa mà. Đi. Nhưng mà đây là đây. Đây là đâu? Đây là Riyadh, thủ đô của Ả Rập Saudi. Thành phố sẽ tổ chức PUBG Mobile World Cup 2024. Esports World Cup 2024, giải đấu thể thao điện tử lớn nhất trong năm với sự tham gia của 19 bộ môn thể thao điện tử, quy tụ các đội tuyển, tuyển thủ giỏi nhất trên thế giới. Bộ môn PUBG Mobile tại Esports World Cup 2024 hay được biết đến với tên PUBG Mobile World Cup 2024 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7. Vòng group stage sẽ tìm ra 12 cái đầu tiên đến với main stage. 12 đội tuyển còn lại từ top 13 đến top 24 sẽ cùng 4 đội tuyển từ PMSL, các khu vực C, America, CSA và EMEA phải thi đấu cạnh tranh một tấm vé cuối cùng để có thể đến được vòng main stage. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 triệu đô, tương đương 76 tỷ Việt Nam đồng. Và vừa qua, PUBG Mobile World Cup cũng đã công bố danh sách đội tuyển tham gia vòng chung kết. Dingo Xavier, Boom Esports, Judo Alliance và Talon Esports là 4 đại diện của khu vực C góp mặt tại vòng group stage. Bất ngờ nhất khi đại diện thứ 5 của C tại group stage thuộc về Vampire Esports, cũng là đại diện Thái Lan duy nhất với thành tích vô địch giải đấu 2023 PMWE. Thay vào đó, Pick My Team sẽ thay thế slot của Vampire đi vào Survival Stage. Vậy khu vực C và Indonesia sẽ nâng số đại diện lên là con số 3. Bên cạnh đó, những cái tên đáng chú ý xuất hiện trong top 4 của 2024 PMGO. Nhà vô địch Reject đến từ Nhật Bản, Á quân Alpha 7 đến từ Brazil, Vampire Esports và nhà vô địch 2023 PMGC IHC. Hết kết quả chia bảng group stage tại 2024 PUBG Mobile World Cup đã có. Đại diện Việt Nam duy nhất Dingo Cyber sẽ nằm cùng bảng với nhà vô địch PL Spring 2024 Thiên Ba, Formego Vi vô địch PMSL CSA Spring 2024 và Reject đội tuyển vô địch PMGO 2024. Đây sẽ là bảng thi đấu không hề dễ dàng cho Á quân của 2024 PMSL C Summer. Liệu rằng sẽ có bất ngờ xảy ra dành cho đại diện Việt Nam của chúng ta hay không? Hãy cùng đón xem tại PUBG Mobile World Cup 2024 tại cuối tháng này nhé! Đây không khác gì là Lê Hoài Anh Đài đến từ khắp nơi trên thế giới. Anh nghĩ bảng đấu nào sẽ là bảng đấu tử thần? Với cái anh nghĩ thì anh sẽ nghĩ đó là bảng Red, đó là bảng tử thần. Và cái lý do mà anh lựa chọn bảng Red bởi vì là trong bảng Red sẽ có áo quân của PMSL C Summer là Ego Save và không nói rồi này. Sẽ có thêm lát của Vincent Tien báo để đại diện mà họ đã vô địch ở trong giải đấu PM của mùa vừa rồi. Cùng với đó là cả lát các thành viên của Reject Tokyo nữa. Đây là team họ đã vô địch tại giải đấu PMGO, một giải đấu mà Ingo bị loại trong vòng gửi xe. Nhưng với Reject, người Nhật họ đã làm tốt và đem về cho mình cái chức vô địch thực sự rất thuyết phục. Vậy thì anh nghĩ rằng là cái tỷ lệ phần trăm mà Ingo Save sẽ được đi tiếp là khoảng bao nhiêu? Để nói về tỷ lệ phần trăm của Dingo thì ở vòng bảng này anh nghĩ sẽ là tầm 90% thôi.
100% thì nghe nó hơi bị tự tin quá, 90% thôi. Bởi nói gì nói Dingo họ đã vượt qua rất nhiều vòng bảng của giải đấu lớn trên thế giới rồi. Và thậm chí họ đã có từng những cái lần vô địch tại những cái vòng last chance của giải đấu thế lớn ở trên thế giới. Anh nghĩ sao về các hợp đồng chuyển nhượng mới và cái bản hợp đồng nào khiến anh ấn tượng nhất? Về những bản hợp đồng mới ở tại Việt Nam thì cũng có khá là nhiều, như là Bozy, Di Hiếu tại Team Flat, cùng với đó là cả Belat bên phía Team Secret mắc vị trí của mắc LV nữa. Nhưng để về nó ấn tượng thì anh nghĩ rằng ấn tượng nhất là vị trí mắc LV. Đây là một trong người chơi mà cá nhân mình cũng như là rất nhiều các bạn khán giả tại Việt Nam cũng khá hâm mộ với cả lối chơi kỹ năng tay to của mắc LV rồi. Và khi đến với cả lát của Team Secret ở qua cái số Pro Scream ấy, thực sự là đối với phía Team Secret nói chung cũng như là cá nhân của mắc LV nói riêng cũng đang thể khá là tốt rồi, nên anh nghĩ rằng đây sẽ là một trong hợp đồng mà đáng chú ý nhất ở trong PUBG Mobile Esports Việt Nam. Đó là Team Secret, vậy thì anh có thể đánh giá thêm về Team Fast, Dingo Server cũng như Roy Esports ở trong mùa giải sắp tới được không? Với những cái tên này thì anh nghĩ rằng họ vẫn sẽ giữ nguyên cho mình những cái lối chơi đơn thuần thôi. Nhưng đội hình của Dingo thì họ vẫn không thay đổi chiến thuật rồi. Họ vẫn sẽ bắn lối chơi như vậy, bởi vì năm vừa rồi Dingo họ bắn quá là ok, không cái gì đến lỗi gãy hay là thành tích mất mát gì cả. Còn với Team Fast với hai sự thay đổi mới này thì anh nghĩ rằng cái lối chơi của họ cũng phải thay đổi một chút xíu khi mà có hai tân binh mới rồi. Thì không thể nào mà chơi một lối chơi nó mang tính chất gọi là mạo hiểm so với cả những người trước đây được của bên phía Team Flat. Còn với Roy, với cả Team Secret, Team Secret cũng đã nói rồi. Còn với Team Roy Esports thì đây là cái tên mà cũng cần phải có rất nhiều cái sự kinh nghiệm, cái sự chuẩn bị với cả cái nỗ lực. Bởi vì Roy Esports được đánh giá là một trong những team gọi là không phải có thành tích tốt nhất, không phải là một mặt bằng chung kỹ năng tốt nhất tại ba cái tên còn lại của khu Việt Nam thế giới cả một giải SEA. Không đúng. Vậy thì đó là câu chuyện ở Việt Nam. Vậy thì không biết là anh Loki đánh giá sao về các team ở trong khu vực, thì liệu có team mà có sự thay đổi lớn hay không? Về trong khu vực tại C đi, thì anh nghĩ rằng thay đổi lớn nhất thì khả năng cao sẽ là bên phía Thái Lan. Bởi vì là ở trong năm vừa rồi, các team bên Thái Lan họ có một thành tích cực kỳ bết bát, đặc biệt là của cái giải PMSL Summer, PMSL Spring vừa rồi. Họ không đem về bất cứ một cái ngày thi đấu hay là cái vòng final nào mà ấn tượng cả, hầu hết toàn là người Indo hoặc là người Việt Nam chúng ta như Dingo Say họ thể tốt thôi. Nên về cái mặt bằng chung với cả cái lab của bên phía Thái Lan, anh nghĩ rằng sẽ thay đổi nhân sự là khá nhiều. Còn về lối chơi thì cũng sẽ không thay đổi nhiều lắm đâu, bởi vì mỗi một team thì họ sẽ có một cả phong cách chơi riêng rồi, họ không bao giờ có thể lựa chọn thay đổi vì một lý do gì đó. Ôi, anh Loki đã sang Ả Rập xem PUBG Mobile World Cup rồi. Thôi có lẽ tôi phải đi cùng anh Loki ơi. Anh em ở nhà vui vẻ nhá. Bye bye. Anh Loki đợi em với.